trở lại với trận chung kết đầu tiên Katamaxe Greek cái gì đó. Vâng, quân mình cả trên luôn, được chưa? Vâng, Katamaxe Pan Greek. Lợi thế lúc đầu dành cho bên phía kia hai game thủ Memel BB, nhưng Maxe là một loại quân cực kỳ đột biến ở cái map lag. Thì đối đầu thì đây là trận chung kết đầu tiên của hai game thủ Văn Lớp và Hoàng Phi Thường. Vâng, vô thường, TB vô thường. Bãi quả đầu là 6 cây. Đó, Văn Lớp, Gatha, Văn Lớp. Pan Greek, Maxe, Gatha. Pan Greek, Maxe, Gatha. Vâng, 7 hiệu đầu. Vâng. Vừa rồi là một trận vừa rồi là vô thường đã đổi máy. Bàn phím của vô thường có vấn đề, anh đã đổi máy sang một máy bên cạnh để có thể thi đấu lốt C. Sau C là chúng tôi sẽ view lại, lấy lại máy của anh để có thể tường thuật trực tiếp cho các bạn, cho quý vị và các bạn được xem. Bàn phím hay chưa thì có vấn đề gì đó. Tôi nghĩ là bàn phím, vì cái bàn phím của vô thường là hôm gắn ly hôm kèo kèo overnight giữa Văn Lớp, gắn ly B và lô 1 đã có vấn đề rồi. Hôm nay anh lại ngồi đúng cái bàn phím ấy luôn. Quân thì không đến lỗi nào nhưng bàn phím hỏng là, thế là một cái lợi bất lợi không nhỏ cho game thủ ở cái bộ môn đề chế này, môn thể thao điện tử đề chế AOE. Và bây giờ bị bỏ thôi. Bây giờ nhà nước mình nó không không đánh đế chế ở thể thao điện tử nữa. Chỉ có FIFA với Liên minh huyền thoại Dota thôi. Không công nhận đế chế là bộ môn thể thao điện tử. Vâng. Vâng, đây là con voi. Vâng, trận này Văn Lâm con voi đừng hỏi luôn. Quá xa. Cô voi bằng 3 3 cái bóng nhà chính luôn. Cô voi 3 bóng nhà chính về cái nhà chính phủ nằm xuống. Con voi ở cái rất cách rất xa, ngay cạnh bảy hiệu đi qua một con sư tử luôn. Anh đang thể hiện cái điều gì? Cái gì? Vâng, anh nói chuyện như bị tôi. Vâng. Và cái trận đấu này chúng tôi sẽ chỉ quay một mình máy của Văn Lớp thôi, cản giọng. Vâng, tham ai 23 28 trường dân, anh định kích đời chăng? Đây là một thương đánh lô của Văn Lớp, đánh lô thẳng lên nhà của vô thường, không biết gặp cái gì. Gặp cái gì tôi không biết. Vâng, Văn Lớp cực kỳ dị. Không biết anh định làm cái gì. Hai con dân anh thật gỗ, anh đóng một cái BB kẹt hai con dân không cho nó về nhà VS, đi một vòng một tơn luôn. Mỗi tơn chỉ một quả rồi, tôi đoán là như thế. Vâng.
Mèo không lên đời. Mèo Greg không lên đời. 24 dân 18 dân lực của Pan cho BB cầm. BB hôm nay cầm quân rất lộc. Từ đầu đến giờ em cầm quân toàn quân tuyển không thôi. Toàn quân tuyển thôi. Trận đầu tiên thì em cầm pơ. Trận thứ hai bên em thua thì em cầm phô. Trận thứ ba lại pơ. Trận thứ tư cầm pan. 4 trận 4 quân tuyển. Gỗ cái đồng cái gỗ bây giờ cái cày gỗ một đồng p rồi. Đây đây là con ngựa giò của baby. Baby cùng cánh với ban lớp rồi. Vâng, một cái em là chín một bên của màu vàng. Lên cấp công công góc đầy đủ. Sao lại vậy? Vâng, con kia con ngựa giò của baby công góc đầy đủ. Con của ban lớp chưa công góc đầy đủ. Bán lớp dân công tác đầy đủ rồi. Bo lại mỏ gỗ chú chính của mình. Chốt hai e lại anh. Chốt cái e của cái đầu này lại. Không cần đâu. Chạy đi. Chạy về giữa nhà mình đóng B này. Đường đi quân của Vivi quân. Vâng đấy, tôi biết ngay mà. Không, vẫn đóng cái baby này. Cả chấp bất chấp lạc đà đến nơi cũng phải đóng xong cái baby này thì mới tính tiếp được. Không đóng cái baby này sẽ là cực tù cho bên toàn lớp. Vâng, vẫn giữ được con ngựa giò. Đấy, tôi biết ngay mà. Không nghe tôi à? Không nghe tôi là có hậu quả ngay. Bảo đóng vào không nghe. Một L EV đây mà trận pan đánh một L. Bởi vì không biết anh định làm cái gì. Nếu mèo mèo đánh y thủ thì sẽ là một trận đấu khá hay đây. Greg gặp y thủ Max C. Nhưng mà Max C có lợi thế chuyển cung A2 áo, còn Greg thì không. Vâng, mỏ ăn hoang đã bị chém vào. Vâng, một lời chuyển A luôn. Đúng bài luôn. Vâng, đúng bài. Một ông y thủ của ông chuyển cung A. Và tôi nghĩ bài này là một bài mắc xê khung nhà của môi trường. Một lời chuyển cung A. Y kẹp cung A pan. Cứ dự là như vậy. Nâng cấp bánh xe luôn. Đây là một bài pan của BD. Khỏe lắm. Một lời chuyển A. Bánh xe đầy đủ luôn. Tôi tưởng anh chuyển cung A và danh là nâng cấp bánh xe ở đánh cung giờ. Chống lại những con phù của Gatharian. Mất một con lạc đà rồi, nghe tiếng ayo rồi. Sao vậy? Rất đen. Ban là một loại lạc đà cứ di chuyển cực kỳ nhanh. Ơ, lộc. Vâng, chưa biết thế nào cả. Phế sao? Vâng, ban cứ chăn dân thôi. Cứ chăn dân thôi. Thảm họa đang mất đi được cực kỳ thảm hại. Thảm họa. Rất nhiều dân của bán đất đã nằm xuống. Tham anh bị tụt xuống nghiêm trọng. Con lạc đà này là con lạc đà Max C. Đen luôn. Con lạc đà của Max C chăng? Vâng. Về 5 cái e để chặn ngang con phù. Vâng. Vẫn cứ lọt vẫn cứ không phù được. Đến khi phát hiện ra được thì đen. Không hề may mắn cho ban lớp. Vâng, bú hoang một quả kéo hết dân về đóng ruộng trong những chiếc nhà chính của mình. Vâng, lực của baby trận này là một lực trận đấu thi đấu ban cực kỳ khỏe của baby. Vâng, hiện giờ vô thường đang làm gì đây? Tôi chưa thấy vô thường xuất hiện một cái gì trên bản đồ cả. Chỉ số cao nhất chẳng nghĩ anh đánh y thủ chuyển cung A. Nếu anh đánh y thủ chuyển cung A sẽ là một trận đấu rất tốt cho game thủ vô thường. Ban lớp chưa có bánh xe. Con lạc đà ban nó chạy nhanh quá. Vâng. Tôi không biết, tôi thấy anh chim lợn ngồi bên cạnh của ban lớp phù lạc đà ban nó chạy như gió. Thảo là 52, 14 trên 52 của ban lớp.
Ôi, trận đấu đã trở thành về thế 2 đánh 1 rồi. Van Lớp đã làm tròn nhiệm vụ của mình đến phút thứ 21. Té dần thôi anh. Vâng. Anh Chiến té luôn. Lói phát Van Lớp làm theo y như thế và té luôn. Và vẫn đang cố thủ nhà. Rất khó thủ. Tù dần rồi. Vâng. Tại sao Vô Thường có thể tắt, có thể chuyển máy vào cái trận thi đấu chung kết này được nhỉ? Vâng, tham này Vô Thường đang vẫn to như bản đồ, chả biết thế nào cả. Nếu mà là thế 2 đánh 1 sẽ là cực kỳ khó khăn cho bên Van Lớp và Vô Thường, bởi vì nhận định của chúng tôi là nếu Grick đánh y thủ. Vâng. Lọt nhà đáng lòng. Vâng. Thôi. Max C chưa fit nhưng vội. Trận này không hiểu Vô Thường đánh kiểu gì. Ngay cạnh nhà chính của anh có một con voi và một vỏ quả. Vâng, anh bắt khổ con lớp rồi. Thằng con lớp là 2/48. Nhạt nhạt nhẽo. Thôi, tôi sẽ nghỉ uống nước để có thể tiếp tục bình luận ở phía sau vậy. Cái thăm 2 này thì chả có gì để bình luận cả. Tắt mình đây nhỏ đi. Vâng, anh cứ tằng tằng là con nọ ra, con dân nọ ra, con dân kia ra là cứ đóng ruộng, cứ cố gắng thôi. Tôi nghĩ trận này thì không có cửa rồi, khó lắm. Tham 5/48. Vâng. Tơ này vào lại đi fit khổ. Và nó bị củ hành chăng? Bi ơi. Đấy. Đúng cái củ hành luôn. Tôi đoán là củ hành luôn, tôi thề. Tôi thề trận này là nó bị củ hành. Tôi đi sai đi. Đánh thêm phần anh nhau. Vâng. Mark C đánh cung A nhưng mà bị Van Lớp đâm bi chọc chết. Vâng, không hiểu Vô Thường đánh trận này kiểu gì. À. Vâng, chúng ta chờ tiếp tục thi đấu xem series thứ hai của kèo Van Lớp và Vô Thường.